Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang áp sát gần biên giới nước ta và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc vào trưa nay ngày 7 tháng 11. Sau đó hình thái này sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ chiều nay ngày 7 tháng 11, khi nằm trọn trong khối không khí rét và khô, nền nhiệt miền Bắc giảm xuống dưới 17 độ, vùng núi dưới 10 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ trưa đến chiều nay, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm, nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 13 và 15 độ C sẽ tập trung từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25 tháng 12. Dự báo ngày mai, nhiệt độ Hà Nội từ 15 cho đến 18 độ C thấp nhất trong đợt lạnh này. Sau đó tăng dần lên và đến thứ Năm khoảng từ 16 đến 24 độ C. Tại Sapa, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chịu tác động của không khí lạnh từ chiều nay gây mưa và dông. Ngày mai, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa trên diện rộng do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông. Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày tới có mưa rào, dông ở một số nơi. Xin chào quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ, thời tiết tại miền Bắc vẫn chưa có nhiều thay đổi. Nắng xuất hiện gián đoạn và nhiệt độ cao nhất vẫn đạt mức 26 cho đến 29 độ. Sau đó từ trưa chiều nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng thì mưa sẽ xuất hiện. Trước tiên ở vùng núi, sau lan xuống khu vực đồng bằng, nhiệt độ giảm dần, trời chuyển rét về đêm và trạng thái rét sẽ kéo dài cả tuần tại miền Bắc. Tại thủ đô Hà Nội, nắng nhẹ vẫn xuất hiện đến trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất đạt mức 28 độ. Nhưng từ chiều khi gió mù bắt đầu tràn về thì mưa rào sẽ xuất hiện, đi cùng là nhiệt độ giảm nhanh, đến tối chỉ còn khoảng mức 22 độ, sau giảm thêm khi về đêm và sáng sớm. Xuống đến các tỉnh miền Trung, đợt gió mùa đông bắc mới cũng sẽ tác động nhưng phải muộn hơn. Trời vẫn còn nắng ấm với nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ. Sau đó từ chiều tối, mưa sẽ xuất hiện và gia tăng những ngày sau đó do ảnh hưởng của gió mùa và nhiễu động từ biển ở phía Nam. Tại thành phố biển Đà Nẵng, trời còn nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất đạt mức 31 độ. Đến tối giảm về 25 cho đến 26 độ, trời dịu mát. Người dân tranh thủ khoảng thời gian tạnh giáo để dọn dẹp nhà cửa vì từ ngày mai mưa sẽ gia tăng. Với các tỉnh thành phía Nam ở Tây Nguyên trong ngày Chủ nhật vẫn ít mưa, nhiệt cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ có mưa rải rác về chiều, nhiệt độ ở đây tiếp tục dao động từ 31 cho tới 33 độ. Ngoài ra, người dân miền Nam chú ý tới chiều cường còn ở mức cao, gây ngập úng cục bộ. Và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi chiều cường dâng cao và gây ngập úng những ngày qua. Người dân cần có kế hoạch di chuyển hợp lý, tránh những cung đường thường xuyên ngập úng. Về nhiệt độ thì duy trì mức ổn định, ngày đêm dưới 32 độ. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 7 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, từ chiều nay ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Khu vực giữa Biển Đông, gió đông bắc tăng cường độ lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Ngoài ra, tại các vùng biển phía Nam gồm quần đảo Trường Sa cũng xuất hiện thời tiết xấu không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và sáng mai, gió đông bắc tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh ở mức cấp 6 đến cấp 7 trên tuyến hải trình này, nên biển động mạnh, sóng cao từ 2 cho đến 4 mét. Tuy nhiên, từ ngày mai, thời tiết trên vùng biển này phổ biến ít mưa, nên tầm nhìn xa tốt ở trên 10 km. Tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, với ảnh hưởng của không khí lạnh trong 2 đến 3 ngày tới, gió sẽ thịnh hành hướng đông bắc, hoạt động mạnh lên ở mức cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 cho đến 3 mét, cùng mưa dông xuất hiện nhiều nơi và gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Với tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo từ chiều và đêm mai, gió đông bắc cũng tăng cường độ lên cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 cho đến 3 mét và gây trở ngại hơn cho tàu thuyền của bà con ngư dân. Ngoài ra, mưa dông có xu hướng tăng hơn trên tuyến hải trình này trong những ngày sắp tới, kèm theo khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm, nên không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió sẽ thịnh hành theo hướng đông bắc, nhưng cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1,75m. Thời tiết được dự báo sẽ nhiều mây hơn, mưa dông tăng diện rộng kèm theo hiện tượng gió giật mạnh. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.